Thưa quý vị, tối qua một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Theo đó, một cô gái trong lúc dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư Trần Hưng Đạo, Bà Triệu thì bất ngờ bị nhóm thanh niên chạy xe tông vào khiến nạn nhân tử vong. Hiện Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đang tạm giữ 10 người trong nhóm quái xế để làm rõ hành vi có liên quan. Đây là nhóm 9 thanh thiếu niên trong nhóm quái xế tông tử vong một người phụ nữ 27 tuổi dừng chờ đèn đỏ ở ngã tư Trần Hưng Đạo, Bà Triệu, đang bị Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội triệu tập lấy lời khai. Nhóm thanh thiếu niên này có độ tuổi từ 16 tới 19, chưa có tiền án tiền sự. Trong số đó có nhiều người là học sinh. Cảnh sát xác định hai quái xế tông vào người phụ nữ là một nam 16 tuổi và một nữ 19 tuổi. Vì lúc ấy em muốn lên tò mò xem mà hội đấy có ai em quen không, thì vừa lên thì mọi người hết sự đuổi. Và do em với bạn em mà không đội mũ nên em có đuổi theo mọi người để chạy ạ. Khi em tỉnh dậy thì em có bảo là mày gây tai nạn chết người rồi, thì em cảm thấy sợ, sốc ạ. Có mấy đứa đi xe lên đi lượn rồi, lượn chơi sau có một đoàn đi qua thì bọn em đi theo sau xem nữa rồi. Em vượt lên thì, bọn em đi lên thì bạn kia bạn tông vào bài thế là em không. Bất ngờ em không kịp phản ứng được cả. Em vẩy sang bên trái tránh rồi nhưng mà không tránh được tại vì bạn kia đâm vào bài ngã trước đầu xe em luôn. Theo cơ quan công an, khoảng 0 giờ 15 phút ngày 3 tháng 11, người phụ nữ 27 tuổi trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đang đỗ xe máy dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư Trần Hưng Đạo, Bà Triệu hướng từ ga Hà Nội về bệnh viện 108. Lúc này, một đoàn khoảng 30 xe máy đi hướng ngược lại lao đến với tốc độ cao, không tuân thủ tín hiệu đèn giao thông. Trong đó, hai xe tông liên tiếp khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Nhóm thanh thiếu niên bỏ chạy khỏi hiện trường ngay sau đó. Thông qua vụ việc này, thì một lần nữa, Công an quận khuyến cáo là đối với các trường hợp thanh thiếu niên mà đã hoặc là có các hành vi này thì cần cũng phải có cái nêu cao cái nhận thức để làm sao mà không được có các hành vi phạm. Đặc biệt là khuyến cáo và đề nghị các gia đình có con em mà có các cái biểu hiện đi chơi đêm phải nâng cao công tác quản lý. Và cái nữa là cái việc mà nhận thức rõ về cái hành vi mà giao xe cho các cháu mà chưa đến tuổi, chưa giấy phép điều khiển phương tiện là một hành vi vi phạm pháp luật. Công an quận Hoàn Kiếm cũng cho biết, thực tế tình trạng các nhóm thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao không chỉ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm mà còn xảy ra ở một số địa bàn thủ đô, gây bức xúc trong dư luận thời gian qua. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm đang tích cực truy bắt các đối tượng còn lại để điều tra, làm rõ. Kính thưa quý vị, vào sáng ngày 4 tháng 11, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử phúc thẩm đại án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1. Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ xem xét đơn kháng cáo của bà Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 47 bị cáo về các sai phạm liên quan đến SCB và tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Bị cáo Trương Mỹ Lan đã nộp đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Trước đó bà Lan bị tuyên án tử hình về các tội tham ô tài sản, đưa hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Các bị cáo còn lại kháng cáo với mong muốn được giảm nhẹ hình phạt. Hội đồng xét xử cho trích xuất bà Lan và chồng Chu Lập Cơ, cháu gái Trương Huệ Vân cùng một số bị cáo đến phiên xử. Còn lại vẫn ở trạm giam T30, Bộ Công an, Củ Chi, tham gia phiên tòa qua truyền hình. Phiên tòa dự kiến kết thúc vào ngày 25 tháng 11. Cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa ông Trịnh Văn Chiến, cựu Chủ tịch tỉnh Nguyễn Đình Xứng bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa truy tố do liên quan sai phạm tại dự án Hạc Thành Tower. Cùng bị truy tố trong vụ án này còn có 11 bị can khác, còn có lãnh đạo và cựu lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Mã, nhiều cựu lãnh đạo Sở Tài chính Thanh Hóa. Tất cả bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Theo cáo trạng, hành vi của ông Chiến và các bị can đã gây thiệt hại cho nhà nước 55,8 tỷ đồng. Các bị can đều giữ vai trò đồng phạm, giúp sức ở các mức độ khác nhau. Tại cơ quan điều tra, ông Chiến và ông Xứng đã thừa nhận cáo buộc, mỗi người tự nguyện nộp 22,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Thưa quý vị, tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành quy định khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn ở vùng biển ven bờ trên địa bàn tỉnh. Theo đó, khu vực biển cấm khai thác thủy sản có thời hạn gồm hai khu vực ở vùng biển phía nam huyện đảo Lý Sơn với diện tích hơn 7,6 ha và vùng ven biển thị xã Đức Phổ với diện tích hơn 7,4 ha.
Thời gian cấm khai thác là từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11 hàng năm. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương ven biển thông báo rộng rãi cho nhân dân, đặc biệt là các chủ tàu, thuyền trưởng, thuyền viên biết hai khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn ở vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ngãi. Việc cấm khai thác này nhằm bảo vệ khu vực các loài thủy sản tập trung sinh sản, khu vực ươm giống và thủy sản còn non sinh sống. Thưa quý vị, có thi cử là có gian lận. Đây là một câu chuyện chưa có hồi kết, mặc dù các cơ quan liên quan cũng đã có nhiều nỗ lực để đấu tranh ngăn chặn gian lận trong thi cử. Tuy nhiên, bằng cách này hay là cách khác thì nó vẫn diễn ra trên thực tế. Xuất phát từ nhu cầu của học sinh và một số người đang làm tại các cơ quan nhà nước, trên mạng xã hội đã xuất hiện một số trang nhận thi hộ chứng chỉ ngoại ngữ IELTS, Aptis, TOEIC, ghi nhận của phóng viên VTC1. Bạn đang cần chứng chỉ ngoại ngữ để học tập và công việc. Thì chứng chỉ ngoại ngữ quá khó đối với bạn nhưng lại dễ với chúng tôi, dịch vụ thi hộ tiếng Anh tại Hà Nội. Những lời mời chào hấp dẫn nên những group này đã thu hút không ít người tham gia. Tin vào nhóm đối tượng, thanh niên này đã nộp 7 triệu đồng để nhận chứng chỉ. Nhưng sau khi nộp tiền thì các đối tượng đã biến mất. Cái này hoàn toàn là tìm ở trên mạng thôi. Họ đóng tiền dịch vụ để mà họ làm từ A đến Z mình luôn. Cái này thì tôi cũng vì vội gấp cho nên là tôi đóng tiền cho bên dịch vụ. Nhưng tuy nhiên là chưa nhận được cái bằng. Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện có khoảng 20 group dạng này với sự tham gia của khoảng 50.000 người. Để tạo niềm tin, thu hút người tham gia, các đối tượng thường xuyên đăng tải những chứng chỉ ngoại ngữ có giá trị được quốc tế thừa nhận như IELTS, Aptis, TOEIC với giá từ 5 đến 10 triệu đồng. Nhưng thực tế chỉ là hành vi lừa đảo. Theo luật sư, những hành vi trên đều vi phạm pháp luật với khung hình phạt cao nhất có thể lên đến 7 năm tù tùy theo mức độ. Tuy nhiên, sẽ rất khó khăn cho cơ quan thực thi pháp luật trong quá trình điều tra vì các đối tượng lợi dụng không gian mạng để phạm tội. Trong những tình huống này thì cơ quan chức năng sẽ vào cuộc, sẽ xác minh làm rõ là cái việc mà nộp tiền để có được chứng chỉ đó thì được thực hiện như thế nào. Có dấu hiệu của hành vi giả mạo trong công tác, hành vi làm giả tài liệu con dấu hay là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì tất cả những hành vi đó đều có thể cấu thành tội phạm và cơ quan điều tra sẽ căn cứ vào các cái tài liệu chứng cứ, tình tiết thu thập được để kết luận, để đánh giá là có xử lý hình sự hay không, và nếu có thì xử lý về tội danh nào. Thì cái việc thi chứng chỉ không đơn giản, chúng ta phải qua rất là nhiều các cái khâu kiểm tra nghiêm ngặt và cái khâu tổ chức các cái vòng thi. Tôi biết rằng là cũng được tổ chức rất là nghiêm. Chính bởi vậy cho nên nếu như mà cứ tin tưởng vào những cái lời mời chào này thì cái khả năng tiền mất tật mang cũng sẽ rất là nhiều. Theo các chuyên gia, đa số những người thuê thi hộ chứng chỉ ngoại ngữ đều có trình độ ngoại ngữ thấp, chưa tự tin vào bản thân. Từ đó, họ dễ rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo, trục lợi qua các kỳ thi cấp chứng chỉ này. Để tránh tình trạng bị những đối tượng lừa đảo lợi dụng, người có nhu cầu cấp chứng chỉ nên học thật, thi thật. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục đường dây nóng ngày hôm nay của chúng tôi. Số điện thoại tiếp nhận thông tin nóng 083-722-5566. Địa chỉ email đườngdâynóng@vtc.gov.vn. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.